Hello, xin chào cả nhà đến với kênh của em nha. Bữa nay em đi thăm lúa cả nhà, lúa cả này nó lên cũng kỳ quá trời luôn nè. Mới vừa lộ một vòng thăm lúa xong rồi. Bắt đầu em xuống đây em khai nước kìa cả nhà. Bỏ cái nước mà ấy này mình bơm mốt mình bơm cái nước mới vô. Cái ngày khai bắt thêm mớ cá cạn với cái đường mương này coi. Ông gạch lâu lắm chưa bắt cá với đường mương này nè. Ở này nước cạn rồi mình khai thôi chứ mình khỏi cần quay máy. Mình rút cái ống bọng đó ra là nước chảy ra hả? Khỏi cần quay máy đỡ tốn tiền dầu. Ở này mình thay ống bọng được ra là được rồi, mình khỏi cần mà bơm nước đỡ tốn dầu. Nước phía dưới sông nó cạn bắt đầu mình khai ra bắt mớ cá với mương. Ôi nước nóng dữ nha. Quá nóng luôn á. Cái ống bọng không biết nằm đâu nữa. Đây nè. Cái ống bọng này cũng nặng dữ. Cái bao đắt không. Để cút cá này ra để đây đi. Ra cái gì nữa hả? Bỏ cái cây nữa. Để đây đi chút ta bắt đầu khô nước thì bắt đầu mình bắt cá. Rút ra gì khoảng chừng 30 phút hay gì à? 30 phút là nó cạn rồi. Cạn rồi bắt đầu mình đi mò bắt cá cạn con cái đường kinh này nè. Lâu quá trời chưa có bắt cá cạn. Nó đang chảy này. Mình lên đây mình ngồi mình chờ đi. Nắng quá trời. Rồi cạn rồi mình xuống bắt. Ôi. Quá trời nó chảy ra luôn thiệt kìa cả nhà. Khúc xuống ấy này nó chảy ra còn hơn là mình bơm nước luôn á. Nè. Chảy xí xí luôn á. Khoảng chừng 10 phút nữa là chừng cạn cảm ơn nha. Một hồi cạn đâu đợi mấy cái vỏ mình chặn ngang cái ống bọng đó. Đặng em bắt cá, đến hồi cá nó chảy ra cho mình cho nó cạn bớt thì đặng cá đổ xuống, xuống đầu cho nó rút xuống. Để em lấy cái vỏ chặn cái này quá trời lên bằng mẹ bọt luôn nè. Đặt chặn cái đầu bọng lên cái đầu bọng rồi. Chặn cái vỏ lấy cái vỏ mình chặn cái ống bọng lên mình bắt cá. Đi đi nè cái ống bọng. Mình chặn cái chỗ cái đầu ống bọng này đi. Mình lấy cái này mình đè lại cho cá. Lấy cái bao đè lại mà cái bao đè lại sợ nó không cho không có chở chảy nước á. Mình lấy cái cây mình đè cái gỗ lên. Cái cá đừng có chảy ra cái đường ống bọng này. Giờ bắt đầu mò được kìa. Mò dài cái miếng nó trước đi. Dài trên đó. Dài này miếng này coi có gì không.
không. Coi đúng không? Ồ một cái. Cái chơi này cái chơi đẻ cái nhỏ hết cái chủ luôn rồi. Ôi ôi con nè. Cá chì chá chà bá luôn á. Mày con đầu tiên. Ôi, một cặp cá luôn cả nhà ơi nè. Hai con này chắc vô đây đẻ. Ủa nước hết chảy rồi ta. Chắc em biết cái vỏ lại hết chảy luôn. Để mình cui ra cho nó cạn cạn bớt cho nó mới được. Vỏ ra. Đợi nước chảy không nổi. Nó cạn bớt. Mình lên đầu trên nó mình bắt. Con gì á? Rồi túi rồi. Con kiến này nè. Ủa cá lóc kiến nè cả nhà ơi. Cái này nãy giờ ba con cá lóc kiến luôn. Cái đường kia đó nó hết chảy nước kia nổi vậy. Mình mò sao được cái chỗ này cái này. Xỉu luôn rồi. Ý còn. Ý nó trong cái giống giò này cả nhà ơi. Ý còn con nữa. Ui nè, hai con luôn. Con này mình ngọt mình bắt về ăn không có được. Con này chắc mới thay nước ra nè. Cái sạch nó không có sống lâu cả nhà. Mới thay nước ra nó lâu nó bị ngọt. Chui vô cái dấu cạch giò đó. Đi chỗ này có gì nữa nè. Tưởng là con lươn không à. Ôi chúng ngốc quá. Không chết. Đi chỗ này kìa. Hết rồi cả nhà. Mình dài lên cái đầu chân nhỏ vậy đó. Đi dài nó thử có cá cho đó. Đi dài lên cái kem mọi lên cái kem. Cho nó miếng đó đó. Miếng này giờ hết rồi. Là nó cũng đó. Cái đường nước nhỏ này nè. Cái cá này.
từ lúc để cá nó ối nước chảy quá, lại khúc trên kia nó cạn cạn, khúc này nó hay bị sâu. Cái nhà cái này nước trong là mình nhìn dễ thấy nè. Nhà mà chạy dữ thì cũng hơn là lúa này lên đi, nãy giờ dặm mấy lúa hết trơn luôn. Ồ, nặng dữ vậy.
vô vậy mà một cái thao cá luôn cả nhà. Coi nè. Bô, ba cá chơi, bốn cá lâu kiến, hai cá sạch gần. Ôi quá mệt. Cái này nó chạy quá trời chạy luôn. Vừa khen muốn đuối sức luôn. Cả nhà hào hào dỗi tiếp nhớ like đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp em nghe, cả nhà đăng ký theo dõi video tiếp theo của em nha. Em ngồi nghe mệt chút em mới về. Vừa khen đắm đuối luôn á.